Ôi trời ơi, sáng chưa? Check lên này. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên kinh doanh những cái mặt hàng về những cái thiết bị quang học từ những hãng nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ như là Colut của Ý, Bressner Sustainer của Đức, Yukon của Nga, rồi là Votech, Bushnell của Mỹ. Rất rất nhiều các thương hiệu khác nhau nhé. Và mình cũng kinh doanh cả những cái mặt hàng về những cái điện tử, ví dụ như là đèn pin này, camera nội soi này, máy dò kim loại, vân vân vân, rất rất nhiều. Mọi người có thể lên trang điện tử thái thắng.com để biết được những cái sản phẩm bên mình kinh doanh nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Sapphire. Đây là một cái thương hiệu đèn pin nổi tiếng của Hồng Kông. Mọi người có thể xem lại cái clip bên mình tổng hợp những cái sản phẩm của Sapphire này nhé. Sapphire này thì bên mình có cực kỳ nhiều các cái thể loại khác nhau. Đây là một trong những cái thể loại mới về bên mình, Sapphire G16F. Đó. Đây, chúng ta cũng có thể nhìn qua cái hình dạng của nó, đoán biết được cái đèn này sẽ thuộc dạng đèn gì nhá. Có cái COB, tức là cái đèn bên cạnh này, đèn COB này. Có cái đèn để có thể biết được pin còn bao nhiêu này, có 500 này. Rồi là có cái đèn có một đèn chiếu rọi nữa. Đó. Chúng ta thử mở xem là có đúng những chức năng của nó như thế không nhé. Đây chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là đèn của chúng ta nhé. Đây là đèn này. Đèn Sapphire. Đèn G16S. Đây, G16 đây. Và đây là cái sạc của nó nhé. Sạc của nó thì nó vừa có thể cắm sạc trực tiếp lên thân này, vừa có thể dùng làm đốc sạc nhé. Rất là hay. Nhìn cái đốc sạc này. À, chưa thấy có cái đèn nào có đốc sạc không? Hay như thế này, cái này đều được làm bằng lò xo đấy. Bây giờ mình sẽ đến với cái nhân vật chính. Chúng ta có thể nhìn thấy cái thương hiệu Sapphire nó được in hẳn luôn trên này nhé. Trên này thì có các cái nút bật tắt này. Chỗ này là cái đèn báo để báo hiệu là xem còn bao nhiêu pin này đấy. Chỗ này là chỗ móc treo nhé. Chúng ta có thể lấy cái này ra treo này. Đó. Chúng ta có thể treo. Ví dụ như là nếu mà không có cái chỗ nào kim loại thì chúng ta có thể treo, dùng cái này để treo này. Còn nếu mà có kim loại thì sao? Có kim loại thì chúng ta sẽ dùng luôn là nam châm. Đó. Ôi giời, thấy chưa? Nam châm bắt siêu chắc nhá. Kể cả chúng ta bắt một tí thôi nó cũng có thể bắt được à. Đó, thoải mái luôn, siêu chắc. Chúng ta vừa nói đến cái đèn COB thì đây, đèn COB nó nằm ở trong này cơ. Đó. Đèn COB. Đây là một dải đèn nét nhá. Thì ngoài cái để như thế này, có thể để như thế này. Chúng ta có hai cái bản lề nhá, một bản lề ở đây này và một bản lề ở đây nhá. Đấy, chúng ta có thể bản lề này chúng ta xoay luôn một góc siêu to khổng lồ. À. Gập luôn này. Đây, chúng ta có thể gập đến như thế này cơ. Quá là linh hoạt luôn. Đấy, và chúng ta sẽ gập ở đây nhá. Cho nên một mắt. Đấy, chúng ta sẽ gập như này. Như kiểu robot ấy, quay các hướng các thể loại luôn. Ôi trời, 360 độ. Độ nào cũng chơi được. Kể cả là độ ta không độ làng nhá. Nói sơ qua về cái trong này. Cái đèn này kiêm luôn cái sạc dự phòng nhá. Ví dụ như chúng ta đi cắm trại chẳng hạn, mà chúng ta không quên không mang cái sạc dự phòng, thì chúng ta có thể dùng luôn pin của cái này để chúng ta sạc tạm thời cái điện thoại. Đôi khi là một cái vấn đề rất là nhỏ bé thôi, khi chúng ta thiếu nó thì chúng ta cũng không thể nào mà làm ăn được gì. Đó. Đang sử dụng điện thoại hàng ngày nhưng mà bây giờ nó hết pin chẳng hạn, thì chúng ta có thể cắm vào đây. Đó. Lấy cái này cắm vào và sạc cho điện thoại của chúng ta. Nên đấy, đó, sạc vào đấy. Còn ở đây có một cái chân gì? Ở đây cũng có một cái chân sạc tai C nhá. Đó. Chân sạc tai C. Thì mọi người thích thì mọi người cắm thẳng trực tiếp vào đây bằng cái chân sạc tai C. Còn không thì chúng ta sẽ dùng cái đốc sạc này. Đó, đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ bật lên nha. Bật nút bật ở đây này. À, ở đây thì có một cái đèn ở đây này. Đây. Có một cái đèn ở đây nhá. Đèn này khi gập xuống này cũng có thể chiếu được vào đây. Đó, quá là tiện luôn. Khi chúng ta chỉ cần dùng cái đèn này. Đấy. Ví dụ chỉ cần dùng cái đèn này thì chúng ta chiếu luôn sang bên này. Không cần phải mở ra. Đây. Đèn nó có thể chiếu sang bên này được nhá.
Đây. Sau khi sau đó chúng ta sẽ bật đến cái đèn này. Đây là cái đèn SOS báo hiệu này. Đây là đèn trắng nhá, để chúng ta ví dụ ăn cơm hoặc là đèn để bàn này cho con trẻ học chẳng hạn. Đấy. Khi cả nhà mất điện thì chúng ta có thể quây quần bên mâm cơm gia đình hoặc là cho con của chúng ta học bằng cái đèn này, quá là tiện luôn. Bây giờ mình sẽ thử tắt điện đi. Sáng quá luôn đi chứ. Trên này là mức pin này, mức pin còn lại của cái đèn này nhé. Đấy. Chúng ta sẽ bật các cái mức độ sáng khác nhau. Đây là đèn đỏ này. Đèn đỏ này là bị hỏng xe hay là chúng ta cần phải giúp đỡ, chúng ta có thể đưa cái đèn này lên để chúng ta xin đường. Chúng ta có thể dùng để nhờ trợ giúp. Đó. Hoặc là cái nhấp nháy này. Đây là tín hiệu SOS nhé. Vừa đèn đỏ mà vừa nhấp nháy này là tín hiệu SOS. Chúng ta cần phải sự giúp đỡ chẳng hạn. Xe hỏng hoặc là có cái vấn đề gì trên đường. Còn đây là đèn chiếu thẳng này. Đèn này không được xa nhưng mà cũng gọi là vài chục mét thì vẫn được. Cái chức năng chính của cái đèn này là đèn chiếu tỏa nhé. Đèn này chuyên dùng cho kiểu bàn học thôi. Bây giờ mình sẽ thử bằng cái sạc này như thế nào nhé. Khi sạc thì có thể để lên trên mặt bàn. Đấy. Nó sạc thì nó sẽ như thế này nhé. Hoặc là vừa có thể sạc mà vừa có thể sử dụng nó vẫn được. Đấy, vừa sạc vừa sử dụng vẫn ok luôn. Không có vấn đề gì. Đây là đèn G16. Sapphire G16. Ồ. Đây là sáng cái đèn nhỏ phía trên này nhá. Đấy, làm đèn chiếu xa. Khá là xa đấy. Đó, vẫn đủ đi đường nhá. Còn đây là cái chức năng quan trọng của nó, tức là ấn thành đèn COB. Đây mới là chức năng quan trọng này. Quá là sáng luôn. Đèn COB. Ôi dồi ôi. Sáng chưa? Check lên này. Xoay ngang này. Xoay này. Xoay này, xoay này. Tiếp theo nữa là đến đèn đỏ. Đấy. Như đèn mờ. Nháy đỏ. Và để mua cái sản phẩm này cũng như những sản phẩm khác của điện tử Thái Thắng thì mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng về tận nhà cho mọi người. Mọi người có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.